Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã kết thúc kỳ nghỉ Tết kéo dài gần một tuần. Và hôm nay là ngày 17 tháng 2, là ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ dài. Và nỗi lo dịch bệnh vẫn trở thành thường trực trong mỗi người dân, nhất là đối với những người dân từ các tỉnh thành có dịch trở về thành phố làm việc. Vâng, và ngay trong sáng nay ngày 17 tháng 2 thì một số cơ quan đã yêu cầu bắt buộc nhân viên phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Và đây là biện pháp chủ động để đề phòng phân loại các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm khi đón Tết từ các địa phương trở về thủ đô Hà Nội. Về việc người dân trở lại Hà Nội sau Tết phải khai báo y tế, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết, quy định trên để kiểm soát rõ nơi đến và nơi đi của người dân trong dịp Tết trước khi trở lại Hà Nội. Một số dịch bệnh ở Hà Nội đã được kiểm soát. Tuy nhiên, thường trong thời gian tới tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19 và kiên quyết không để lây lan. Theo ông Hạnh, việc người dân trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được chia thành hai loại. Với trường hợp thứ nhất là những người chỉ về quê ăn Tết, quê của họ không phải là vùng dịch, không tiếp xúc với những trường hợp có liên quan đến các ca bệnh, chỉ cần khai báo y tế qua mạng hoặc qua phần mềm Bluezone. Ngoài ra, những trường hợp này nếu cẩn thận hơn thì có thể đến trạm y tế phường xã để khai báo y tế. Với trường hợp thứ hai là những người đã về từ vùng có dịch nơi có các ca nhiễm COVID-19 thì phải chấp hành nghiêm việc khai báo y tế cho địa phương nơi sinh sống tại Hà Nội, cụ thể là trạm y tế phường xã. Bởi theo ông Hạnh, hiện nay các tổ dân phố, dân cư đều có tổ giám sát cộng đồng. Lực lượng này cần phải nắm chắc nhân khẩu, yêu cầu khai báo y tế để rõ lịch trình và tình sức khỏe. Vâng, như vậy, tính đến sáng ngày 17 tháng 2, tức ngày hôm nay, Trung tâm Y tế các quận huyện của thành phố Hà Nội đã rà soát được 622 người về Hà Nội từ huyện Cẩm Giàng của tỉnh Hải Dương. Và đây hầu hết là những người sinh sống, làm việc tại Hà Nội và chỉ về Hải Dương để ăn Tết. Và các đơn vị cũng đã khẩn trương chuyển cho CDC Hà Nội xét nghiệm và đã có 316 mẫu âm tính, chưa phát hiện ca dương tính nào. Những người trong diện này đã được yêu cầu ở nhà, theo dõi sức khỏe thường xuyên dưới sự giám sát của đơn vị y tế quận và của huyện. Đến nay, theo thông tin cập nhật, thì Hà Nội đã ghi nhận 36 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngoài các bệnh liên quan đến hai ổ dịch tại Quảng Ninh và Hải Dương, thành phố cũng đang ghi nhận trường hợp dương tính là người nước ngoài từng đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.